Đây là lần thứ 19 cuộc thi cõng vợ khu vực Bắc Mỹ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sunday River thuộc thành phố New Rye. Cuộc đấu chỉ dành cho những cặp đôi đã chiến thắng qua các vòng thi tuyển chọn trong khu vực. Các thí sinh không nhất thiết phải là các cặp vợ chồng, nhưng phải ít nhất là 21 tuổi. Họ phải trải qua một quãng đường dài hơn 250 mét, có nhiều chướng ngại vật như hàng rào gỗ, ao nước hay ụ cát. Chiến thắng trong cuộc thi năm nay là cặp đôi người địa phương Chetty Paul và Christine Arsenal. Đây là lần thứ hai họ có được vinh dự này sau 5 năm liên tục tham gia thi tài. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, cuộc thi cõng vợ khu vực Bắc Mỹ được tổ chức hàng năm vào tháng 10 ở khu nghỉ dưỡng Sunday River để chọn đại diện tham gia giải vô địch thế giới ở Phần Lan, nơi khai sinh bộ môn này. Tại phương Tây, người ta quan niệm rằng trong ngày cưới, nếu cõng vợ bước qua 3 ngưỡng cửa thì hôn nhân của họ sẽ được thuận lợi hạnh phúc.